Đấy nha, cái này thì một cái thuộc tính nó có thể nó sẽ có nhiều cái category. Ở đây thì một cái thuộc tính thì ở đây một thuộc tính nó có thể cái thai này thì nó có thể có nhiều cái thuộc tính nha, thì em cứ hiện tại thì cứ chọn như bình thường thôi. Cái thai này thì nó sẽ thuộc về cái em thuộc về cái category. Ở đây thì nó sẽ không validate về cái việc dữ liệu nó như thế nào đâu, bởi vì cái này là một cái optional để cho nó nhập, và nên là nó sẽ không validate bắt buộc là cái thai này nó không được trùng hoặc là cái name này nó không được trùng gì cả. Cái này nó do tùy mọi người nhập nhá, là mọi người thích nhập như nào nhập, và khi khi cái sản phẩm nó được chọn vào cái thai nào đấy thì nó sẽ chỉ tìm tìm kiếm theo cái ID, được ID định nghĩa ID định danh thôi, chứ nó không không sẽ không search theo tên tên hay kích thước gì cả, mà nó sẽ được gắn vào những cái ID. Nên là cái này muốn chuẩn thì các bạn chủ động nhập chuẩn là được. Theo những cái lỗi thì mình sẽ chủ động fix trước. Cái nút cộng này thì sẽ fix sau. Cái này phần mã giảm giá thì anh sẽ không làm mã giảm giá đâu nhé, bởi vì sản phẩm nó sẽ có cái dạng cái giảm giá của cái phần trăm discount cao khi mà Ademi nó set rồi, nên là anh sẽ không 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 không, không xử lý cái phần giảm giá. Khi thêm ví dụ như em có thể thêm bằng cách là gì, ở trong Ademi em làm một cái phần quản lý. Đấy, anh nếu mà em muốn cũng muốn làm thì anh sẽ hướng dẫn em cách làm bằng cách là gì. À, trong admin em thêm một cái phần liên quan tới việc quản lý cái mã giảm giá thì nó sẽ bao gồm là gì? Ở đây thì nó sẽ bao gồm admin này, thêm một cái phần thêm quản lý mã này, mã giảm giá. Cái này thì thông thường các bạn sẽ đặt tên bằng cái là cúc bông, thì nó sẽ bao gồm gì? Sẽ gồm ID này, name là mô tả này, mã code này, rồi số tiền thanh toán này, hoặc là số lượng. Tức là nó sẽ có giới hạn là cái mạng này sử dụng bao nhiêu lần. Đấy. Thì các bạn có thể thêm tên xóa như này và gì. Và khi mà người dùng người ta khi mà người dùng người ta nhập cái mạng đấy, tức là các bạn phải làm khi mà làm cái mạng này ấy, thì các bạn lại phải gì? Phải làm thêm tiếp một cái phần nữa là gì? Ngoài việc thêm sửa xóa trong Admin thì các bạn sẽ phải làm thêm một cái phần nữa là gửi cái mã ra giảm giá đấy cho người dùng đấy, chứ nó không thuần là bảo một cái tính năng này phát là nó làm phát là xong ngay được, mà nó sẽ còn khá là nhiều cái hệ lụy đấy. Các bạn sẽ phải gì, khi mà tạo cái mã giảm giá xong thì các bạn sẽ phải gửi gửi mail cho tất cả những người dùng, hoặc là chỉ định gửi cho ai để người dùng người ta biết được cái mã đấy. Chứ ví dụ như các bạn chỉ tạo thêm sửa xóa không mà không gửi cho người dùng thì người dùng sẽ không biết được là cái mã đấy người dùng sẽ đến tay người dùng như thế nào. Đấy, nên những cái có những cái tính năng mà các bạn làm thì nó rất rất chia nhiều, nên là các bạn muốn làm thì mình sẽ chỉ định hướng cho các bạn làm thôi. Và gì, và khi mà các bạn tạo giỏ hàng ấy, ở đây các bạn tạo cái giỏ hàng đây, khi mà các bạn ở đây các bạn tạo một cái giỏ hàng thì ở đây ở cái phần này, cái ngoài ra để mà còn logic mà còn làm ngon hơn nữa thì các bạn sẽ phải à cái mạng giá đấy nó áp dụng cho một sản phẩm hay nhiều sản phẩm đấy, hoặc là áp dụng cho những cái sản phẩm nào được chỉ định, thì ở đây nó sẽ có thêm cái phần mã giảm giá cho sản phẩm này. Đấy, nó rất là ngoằng và phức tạp. Nếu mà các bạn muốn làm phần này nó phải chuẩn gì thì nó sẽ phải đầy đủ như thế. Và là cái mã giảm giá đấy nó áp dụng cho toàn bộ đơn đấy, hay là chỉ một số sản phẩm, nó có rất nhiều rule. Đấy, đấy là một cái gợi ý để cho các bạn có thể làm. Và khi mà các bạn nhập cái mã giảm giá ở đây thì nó sẽ phải tự tính là à khi mà các bạn nhập nhập như thế thì nó sẽ cái thành tiền này nó sẽ là còn lại bao nhiêu, rồi cái tổng tổng tiền biên giới nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, nó còn rất nhiều cái phần như thế nữa. Đấy, nên là mình chỉ định hướng cho các bạn làm thôi. Tiếp theo nữa là zoom. Zoom. Cái zoom này thì ở đây thì cái zoom này thì mình có thể sẽ nhanh cho các bạn qua một cái, chứ còn không không mình sẽ không 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 code nó là ngoằng. Đây là một cái sản phẩm.
đây mình sẽ lấy thằng này, mình sẽ style cho toàn bộ. Có thể là zoom image hover select. Đấy thì nó sẽ sử dụng thằng này. Cho nó scale lên thêm tầm 1.5. Which transformer? Chỗ này thì cho nó cho cái này để nó sẽ có cái animation. Ok. Đấy, mình sẽ đấy thì mình sẽ chủ động chỉ cho zoom như này thôi. Đấy. Những cái phần lo ngang như này thì mình sẽ không xử lý đâu, vì đồ án là phần là mình sẽ không không làm những cái tính năng như một cái sản phẩm thực tế đâu. Chắc các bạn đang còn xem những cái trang thế giới động hay gì để ép vào. Mình chỉ làm ở mức cơ bản và vừa phải thôi. À đây là khi AD nhiều tính năng cho sản phẩm. Rất khó hiểu. Lỗi này là lỗi gì nhỉ? Mình ở đây thì các bạn sẽ phải chủ động là chọn mỗi cái nó chỉ chọn một cái thuộc tính thôi nhá. Với những cái này thì những cái optional như giống như ở cái phần trên này mình sẽ không validate đâu. Các bạn sẽ phải nhập mà chọn từng cái thôi. Còn những cái tính năng này bạn muốn nhập nhiều thì những cái phần liên quan đến mà mô tả thì các bạn sẽ nhập vào mô tả. Chứ còn không 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 thích chọn kiểu đấy. Đây mình sẽ giải thích. Một thuộc tính chỉ xếp một cho sản phẩm. Đấy. Cái chỉnh cái mức giá thì ở đây thì mình đang có những cái role về giá. Đây, vì ở đây mình đang có những cái role là về giá là như này nhá. 200, 400 thì ở đây các bạn vào cái view danh mục này. Thì ở đây mình sẽ vào cái phần category đây. Nó sẽ là cái view này thì các bạn vào tiếp cho mình cái mục view product index contract product index đây. Đây là cái giá thì các bạn có thể nhân lên là đây hiện tại là mình đang để các bạn nhân lên tỷ lệ là 200.000 này. Đấy. Thì ở đây thì các bạn tiếp là bán đồng hồ thì cái tỷ lệ của nó là sẽ là 2 triệu. Đấy. 2 triệu và lớn hơn 10 triệu. Đấy. Ok. Thì ở đây sau khi sửa phần hiển thị thì ở đây thì các bạn sẽ phải search này. Nếu mà lớn hơn 6 thì ở đây nó sẽ là 10 triệu này. Đấy. Thì ở đây các bạn nhân thêm thành 2 triệu thôi là được. Mình sẽ thử này. Giá bé 2 triệu. Ở đây là price. À không. Price 1 rồi, bé 2 triệu. Bé nó bằng 2 triệu không có này. 4 triệu này. Đấy. Bé nó bằng 4 triệu này. Bé nó bằng 6 triệu này. Đấy. Ở đây nó bé nó bằng 6 triệu nhá. Đây nó bé, các bạn nhìn thấy nó sẽ chỉ là nếu mà quen thì nó sẽ chỉ bé hơn nó bằng thôi, nên nó sẽ lấy dần dần. Ví dụ như đây có lớn hơn 10 triệu này, thì nó sẽ trả về tất cả các sản phẩm lớn hơn 10 triệu nhé. Đây là bé 10 triệu này, đấy. Kiểu như nó sẽ là lấy theo phân khúc ấy. Đấy. Video.
13. Dây da. Đây không, nó sẽ không 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 mấy nữa, nó nhận đây này. Bạn đang đứng ở cái view. Đây là cái view đồng hồ 1 à, danh mục đồng hồ 1 à. Đồng hồ này. Đấy, thì dây da này. Ở đây cái phần giá mình sửa rồi nên là các bạn sẽ không không nhìn thấy. Đây bên 400 này. Đây thì cái này 40. Ở đây cái giá của mình đang là 40, chất liệu dây da. Đấy, nó sẽ thả về nhá, mình sẽ thử kích kích thử xem thử là à, thằng này nó đúng có dây da không nhá. Đây dây da này đấy, các bạn nhìn thấy nó đúng nhá. 400. 400. Đây 400, giá này là 400 thì nó vẫn là bé hơn là giá hơn. Bé nó bằng 4 triệu nhá, thì cái kết quả nó trả về đây nó hoàn toàn đúng nhá. Kích vào đây thì các bạn thấy nó có dây da này. Đấy. Đây là đơn hàng. Đây ở đây thì các bạn kích vào các bạn sẽ nhìn thấy này, đấy. Action nó là gì? À, đầu tiên bạn xóa đơn này. Hai là việc bạn chuyển trạng thái là nó đã bàn giao, đã giao hay đã hủy thôi. Đấy thì ở đây nó có tiếng Việt hết mà, các bạn đọc các bạn sẽ hiểu đây. Nó sẽ có gọi để từng với cái phần mà nó sẽ xử lý này. Đấy, success là cancel là các bạn nhấn URL đoạn dưới này thì các bạn sẽ hover vào, bạn sẽ thấy delete này. Đấy, nó sẽ có những cái phần như thế. Ví dụ như kiểu mà ở đây thì các bạn đã giao chẳng hạn này. Đấy thì các bạn nhìn thấy nó sẽ báo là hoàn thành này, đã giao thì hoàn thành này. Hay là thằng này ví dụ như các bạn hủy này. Đấy thì nó trạng thái nó sẽ là hủy. Cái view code ở front end thì ở đây các bạn sẽ chú ý cho mình là ở cái phần phần front end thì nó sẽ nằm ở resource view này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ tách ra ba phần, là một cái view cho người dùng là ở cái phần user này. Đấy. Thứ hai nữa là đối với phần như giao diện của những cái trang home, danh mục sản phẩm thì nó nằm ở đây. Đấy, và phần admin nó nằm ở đây. Còn đối author là cái này để login thôi, login logout gì đấy, hay là cái phần gửi, nếu mà có những cái template gửi mail thì mình cũng đã design sẵn ở trong này chẳng hạn, nếu các bạn muốn dùng. Hoặc là những cái component order kiểu như nó dạng chung, có thể là mình sẽ để chung vào thì các bạn có thể đẩy sử dụng được và không sử dụng được tùy. Đấy thì các bạn có thể sửa hết vào trong này. Đây trong cái layout nó sẽ có từng layout của admin này, đấy. Layout của frontend này. Layout của user này, đấy. Thì các bạn vào trong resource nhé. Tất cả một toàn bộ view giao diện là nó sẽ nằm ở phần resource view nhé. Ở đây thì để mà có được một cái pop-up thành công 15, khi mà các bạn cập nhật thành công hay gì ấy, 15 à trong này à. Khi cập nhật một sản phẩm giao diện thành công thì hình 15.1. 15.1 là hình nào? Ở đây cập nhật thì các bạn có thể sử dụng cái Laravel toát. Đấy. Thì các bạn có thể cài thằng này. Đấy, nó sẽ show ra những cái này cho các bạn. Thì ở đây các bạn có thể cài. Thằng này hình như mình lên là 11 rồi nhỉ.
T8. Đây, mình sẽ cài thằng khi mà các bạn cài thằng này thì các bạn có thể sử dụng nó bằng cách là đây succeed nhá. Mình ví dụ này. Thì các bạn muốn thêm text hay là muốn điều chỉnh như nào thì tùy các bạn nha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thôi. Đây, đối với phần trong admin ấy thì các bạn đây, admin này các bạn nhìn thấy là đối với phần ví dụ như phần thêm category này. Index cả danh sách này, create là tạo này. Render ra view này. Store là thêm mới này, ở đây thì ví dụ thêm mới thành công nhá. Ở đây thì đây. Các bạn nhìn thêm mới đây. Thêm mới thành công. Thông báo. Đấy. Tiếp tục đối với hàm edit đây, update. Ở đây các bạn sẽ ghi là cập nhật thành công. Cập nhật. Đấy. Active ở đây thì các bạn cũng sẽ ghi là active. Cập nhật cái này cập nhật cũng được. Cái này cũng cập nhật. Ở đây thì các bạn ghi là cập nhật hay xóa. Xóa dữ liệu thành công. Đấy. Đấy, đối với những cái khác thì nó cũng sẽ tương tự nhá, những cái bởi vì những cái hàm này mình để nó chia là chung. Ví dụ phần sản phẩm này. Đây thì các bạn nhìn thấy này. Index này. Create này. Store này. Edit này. Update này. Đấy. Cứ sau còn trước đoạn này các bạn cứ cho nó là thành công thôi, bởi vì mình không trái cát. Đấy, còn những cái nào mà cái hot này, active này, còn những cái nhiều những cái scene như này thì các bạn không không cần điền thôi. Delete các bạn cần thêm, các bạn thêm này, ví dụ thế. Đấy, mình sẽ thử luôn một cái phần xóa một cái sản phẩm chẳng hạn này. À, thêm một cái category chứ. Đây. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó sẽ có thông báo. Những cái khác các bạn là muốn tích hiển thị như nào thì các bạn sẽ làm tương tự nhé. Sửa thông tin hóa đơn. Thông tin hóa đơn thì ở đây các bản chất là các bạn đăng nhập. Đây, cái này thì các bạn sẽ để biết được sửa cái thông tin này ở đâu thì các bạn sẽ M2 lên này. Vào tab network các bạn sẽ nhìn thấy. Đây. Nó sẽ gọi vào cái đâu nhỉ? Đây. Nó gọi vào cái URL này thì các bạn sẽ chỉ cần nó đang sử dụng cho phần user thì các bạn vào reuser này các bạn sẽ search phát này. Đây các bạn nhìn thấy nó đang sử dụng vào cái router này thì ở đây các bạn sẽ check vào mình sẽ gọi từ controller này. Đây, đây nó sẽ render ra cái view này thì các bạn sẽ check trong cái view này. Đây. Đấy, nó sẽ nằm ở view này, user này, include đấy thì các bạn sửa thông tin ở đây nhé. Đây ví dụ như kiểu mình đồ án. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thông tin người mua. Ở đây cái hóa đơn này thì mình in ra thôi mà, nhưng mình sẽ không sâu. Đây là tên name. Ở đây ví dụ nha, mình sẽ thử một cái nhá. Đóng. Nó sẽ nằm ở bảng order này. À, bảng transaction chứ nhầm. Đây, nốt này nó có nó sâu này, bởi vì các bạn không nhập thì nó sẽ không không hiển thị thôi. Giao nhanh.
cái này mới ạ. Đây, giao nhanh này, tên người mua là đồ án này. Ở đây là chẳng qua là mình chấm chấm nên các bạn nhìn không nhìn thấy thông tin thôi. Ở đây thì các bạn đây, chỗ này thì địa chỉ thì các bạn thêm chỗ này vào. Sửa lại chỗ chỗ này thôi là được. À đây là địa chỉ của các bạn thì các bạn sẽ tự nhập nhá. Ở đây thì đây địa chỉ tài nguyên này, số tài khoản đây các bạn đây nhá, chấm chấm đây các bạn tự điền lại vào nhá. Còn người mua thì ở đây địa chỉ này. Giao tới mình sẽ ghi, nó sẽ có thông tin là address này đấy. Ở đây ví dụ các bạn không muốn nó chấm chấm như này thì các bạn bỏ đi nhé, bỏ cái chấm chấm này đi đấy, nếu mà các bạn không muốn nó hiển thị đấy, các bạn nhìn thấy chưa đấy. Đây thì các bạn không muốn các bạn bỏ chấm chấm thì các bạn bỏ đi, còn mình để chấm 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 này cho các bạn tự điều chỉnh là gì thì các bạn điều chỉnh thôi đấy. Cái template này thì nó toàn bộ nó nằm đây, các bạn có thể tự điều chỉnh cả giới này nhé, cả ký ức kiểu. Đấy, còn hai cái phần, còn cái phần giỏ hàng thì mình sẽ chết xong mình báo, bởi vì do là phải các bạn update lên cái bản 8 nên là cái thư viện nó lại không không ăn được cái code nên là sẽ phải check lại khá là lâu.